Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với channel Motobah Vlog của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đến đây, mình cũng chẳng biết làm gì hết. Thấy hai anh này, anh đang làm cái gì nè. Mình vô đây mình coi sao. Em có thể phỏng vấn anh chút xíu được không ạ? Alo, anh nghe rõ chưa? Alo. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Yamaha Minh Long các bạn. Thì ở đây ngoài việc bán xe thì còn có sửa xe nữa. Sửa xe là sửa cái gì? Thì xe hư thì sửa thôi. Đây là con Yamaha Sirius nha các bạn. Tại sao hôm nay mình lại quay clip này? Thì bây giờ mình sẽ vô nội dung chính luôn. Đó chính là gì anh? Xe bị bỏ ngã vô. Thằng này nó quay clip mà tào lao thiệt đúng không anh? Ok, nội dung chính của mình hôm nay là muốn quay để giới thiệu các bạn một chiếc xe Yamaha Sirius. Xe này thì mới mua đó nha các bạn, xe mới mua luôn, con sổ bảo hành luôn nè. Mới chạy được có 300 cây thôi mà không biết sao lại vô nhớt hả? Quên, nhớt vô cát nha các bạn, rất là nhiều luôn. Đây mình thấy luôn, máy cũng quá trời cát luôn nè, không hiểu lý do tại sao luôn nha các bạn. Thì cái này có thể là do thù cá nhân hoặc là con của ai đó chơi rồi thấy có cái lỗ, tưởng là lỗ cát ở ngoài biển thì nhét vô. Bây giờ cách khắc phục là sẽ rã máy nha các bạn, kiểm tra coi có chạy sơn, chạy lòng gì không, mua bộ lòng heo gắn vô chạy tạm test thử. Xe này bây giờ hai anh làm gì? Gỡ máy ra hả? Nhưng mà nhìn ở ngoài thì mình thấy là xe nó bị cái gì anh? Anh tiên đoán nó đang bị cái gì? Xe chạy nó kêu hả? Khi mà các bạn chạy xe mà thấy nó kêu có tiếng động lạ thì các bạn tốt nhất là nên đem ra hãng để nhân viên kiểm tra các bạn nha. Thì xe này khách chạy nè 300 cây, nó thấy có tiếng động lạ rồi xe nó kêu với một cái tiếng khó chịu lắm các bạn. Thì đem ra đây thì các anh kiểm tra thì thấy là cát bị đổ vô nhớt nha các bạn, hòa trộn nhớt luôn. Đó, bây giờ là phải gỡ máy ra, gỡ từng bộ phận một ra để kiểm tra coi là nó hư ở chỗ nào. Sửa theo như mình phỏng đoán thì máy ảnh kêu là con này sửa hết khoảng 10 triệu vậy, 7-8 triệu hả anh? 7-8 triệu chưa tính tiền công nữa hả? Đó các bạn, bây giờ thì không biết. Thường ghê, xe mới chạy được có 300 km luôn các bạn. Trời ơi nhớt. Đó, anh thợ nói nha các bạn. Xe là bị một đối tượng nào đó bỏ cát vào trong nhớt. Thì bây giờ là nguyên bộ này là toàn cát không nè. Xong luôn rồi. Xin chia buồn với chủ nhân của chiếc xe. Bây giờ các bạn mua xe mới thì tốt nhất là khi các bạn phát hiện một cái gì đó lạ trên xe mình thì tốt nhất là nên đem ra cửa hàng nha. Nên đem ra cửa hàng Yamaha để các anh kiểm tra cho các bạn. Đừng cố gắng nha, mình cố gắng càng chạy là càng hư xe đó. Thấy biểu hiện gì bất thường là phải đem ra cửa hàng liền, ngay phải luôn. Ôi thiệt là thương cho một chiếc xe. Thì mình thấy tình cảnh này thì mình quay clip, mình hướng dẫn các bạn cách xử lý thôi. Còn nói chung là mình là nhân viên trả góp, không có liên quan gì đến bộ phận máy móc. Có gì nói sai thì cứ thương em nha, cứ chửi đi thương em nha. Này là cái gì anh? Gà
Càng số hả? Cái càng gạt á. Bên kia nó đạp cái kia bắt đầu cái này nó nhảy. À. Nhảy nào, thấy không? Nhảy vô số rồi. Chỗ nhớt đâu ta? Cái gì? Chỗ độ nhớt đâu ta? Độ nhớt nè, nắp rồi. À đây hả? À, cái này là gắn vô đây hả? Cái này là chụp đây hả? Đúng rồi. Đổ nhớt cái nắp nồi nè, đâu rồi, chỗ đâu nhớt đâu nè. Thấy không? À rồi đúng rồi, hình như cái đó ngay đây nè. Nhớt thành màu sữa luôn rồi. Nãy giờ nói nhiều quá sai lệch gì đó bị mấy anh chữ. Này quay review luôn là khi mà gỡ máy thì xe Siro như thế nào. Tại sao 300 cây lại được kẹo máy? Đúng không? Mà tôi nói cho tôi biết. Để tôi nói cho mà nghe. Các bạn thấy không? Nhân viên ở đây từ trả góp bán hàng đến anh mấy anh kỹ thuật này rất là dễ thương. Vui lắm. Vui không? Vui mà. Bên cạnh những tiếng cười thì nhiều lúc cũng bầm dập tay chân hết các bạn ơi. Bạn ta nói khổ lắm. Muốn cười trước tiên là phải khóc á. Này ông bình xăng quá ta. Đầu bò. Đầu bò. Tại sao nó không gọi là đầu heo ta mà gọi đầu bò ta? Anh, tại sao nó không gọi là đầu heo? Đâu kìa. Em hỏi anh hỏi ngược lại. Nãy giờ đứng ở đây quậy phá lắm nhiều luôn á. Lát mấy ông cho ăn mấy cây vô đầu nó chạy không kịp luôn. Gỡ ra không còn một cái gì luôn. Nhìn thấy mà thương luôn các bạn. Bởi vậy là theo như hướng dẫn của mấy anh á, các bạn mua thêm cái khóa để mình khóa cái chỗ thay nhớt lại. Mình xích nó lại. Đây là trường hợp đầu tiên mình gặp luôn các bạn. Quay mình review cho các bạn. Bữa trước là gặp một con xe gì bị lúp bơi. À MT15. MT15 bị lúp bơi bởi vì thay nhớt không phải chính hãng. Lên sửa hết gần chục cũ. Quay. Hôm nay là chiếc xe này là bị đổ cát à, một người lạ đổ cát vô. Thay thì cũng hết gần chục cũ nữa. Trời ơi. Thì rất là cẩn thận các bạn. Lời khuyên chân thành nhất, xe có vấn đề gì biểu hiện là đem đến cửa hàng gần nhất, Yamaha gần nhất để kiểm tra liền. Đừng cố gắng mà chạy, đừng cố gắng mà tiên đoán các bạn. Thầy bói nhiều lúc cũng phải sai đó. Chỉ có mấy anh thợ sửa xe là đúng thôi. Xe hư đừng có nên tin vào thầy bói nha. Chơi trò gì vậy anh? Không não nó hả? Wow. Làm được cái thể hiện lên mặt liền. Không làm được cái nãy giờ cúi mặt xuống rồi. Đâu dám ngẩng mặt lên. Thì bị vậy thì chủ yếu là quay xung quanh cái vấn đề máy thôi các bạn ơi. Còn mấy bộ phận khác thì sẽ không cần gì hết. Cái này xong rồi hết chú. Cái này là không có vấn đề gì đúng không? Khổ lắm các bạn. Làm YouTube bởi vậy từ các bạn comment trên chữ rồi đến cửa hàng mấy anh đây cũng chữ nữa. Là thương luôn. Giữ cái đầu lên anh chứ. Cái này nãy giờ anh rút cái kia rút rồi.
Cái gì? Cốt số à? Đó là sao ra nha. Có sao chưa? Có sao chưa? Để rớt ra, rớt ra. Vô kho hỏi Diên nồng với công bạc không? Đó không có sẵn lên máy rồi. Vậy cuối cùng là nó bị cái gì anh? Để cuối cùng là nó bị hư cái gì trọng á? Hư lột dên. Lột dên. Lúp bê lòng. Lúp bê lòng. Hai cái đó thôi hả? Hai cái đó là cái bộ phận chính để cho mình giảm số tiền khách hàng đi. Còn những thứ mình không xài được nên giữ lại. Giờ vệ sinh lại thôi đúng không? Đây là lý do thứ hai tại sao các bạn nên đến hãng nha. Đó, mấy anh để làm việc rất là chân thành. Kiểm tra kỹ càng, cái nào hư thì không xài được thì mới thay thôi, còn cái nào xài được thì sẽ vệ sinh giữ lại cho mọi người. Thương ghê luôn các bạn, xe rất là mới luôn nha. Mà phải gã ra hết. Đó, đây còn cát luôn nè. Cát chạy hết máy luôn rồi. Chạy từ bên kia qua bên đây luôn. Kiểu như là khi mà các bạn ăn một ly chè mà các bạn thấy cấu cát ở chổng thay bằng đường cảm giác là khó chịu đúng không? Các bạn ăn vô các bạn đau bụng liền, xe nó cũng vậy thôi. Thay vì đổ nhớt thì lại thêm cát vô nữa. Banh chành luôn thiệt. Thường quá trời quá đó. Cách tốt nhất là khi các bạn mua xe thì nên theo nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật cũng như là từ hãng, khuyến cáo từ hãng các bạn. Các bạn nên chạy xe Rodai, nên thay nhớt, kiểm tra máy định kỳ thường xuyên, vệ sinh thường xuyên. Bởi vì khi các bạn mua xe sẽ được một tặng cuốn sổ bảo hành nào đó, sẽ có hướng dẫn thay nhớt định kỳ cho các bạn luôn. Đây, sẽ có những cái phiếu bảo dưỡng miễn phí định kỳ nè. Các bạn tiết chi mà không bỏ nửa tiếng đồng hồ của mình ra để mình kiểm tra cũng như là mình thay nhớt định kỳ sẽ giúp cho các xe của các bạn chạy tốt hơn. Đó, điều thứ nhất là các bạn nên bảo dưỡng bảo hành định kỳ miễn phí nè các bạn, đó có sổ bảo hành cho các bạn nè. Cái thứ hai là các bạn nên kiểm tra xe của mình thường xuyên, nếu mà có hiện tượng lạ từ xe thì các bạn nên đem đến cửa hàng Yamaha gần nhất để các anh kiểm tra cho các bạn. Sổ bảo hành này sẽ có 9 lần nha các bạn. Đó, 9 lần bảo hành cho các bạn nè. Thay nhớt miễn phí luôn. Đó, các bạn nên giữ sổ bảo hành này nha. Đây là điểm rất là hay khi các bạn mua xe chính hãng, đó chính là các bạn sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Nên mua xe chính hãng nhận rất là nhiều ưu đãi. Chiếc xe là có cái bộ phận này là quan trọng nhất nha các bạn, giống như bộ não của mình đó. Đó mà bây giờ bị vậy rồi. Mổ ra phẫu thuật lại thôi. Nhiễu nước tùm lum hết. Ủa, bị vậy có được bảo hành không anh? Không được bảo hành đúng không? Ok các bạn, cái này là lỗi do các bạn nha, nên sẽ không được bảo hành. Xe sẽ được bảo hành với điều kiện là lỗi do nhà sản xuất. Đó.
còn một yếu tố khách quan nào tác động vô thì sẽ không được bảo hành. Rồi xong bung máy luôn rồi. Hay, lại một lời khuyên chân thật nhất là các bạn, nhắc đi nhắc lại rồi nha, xe có gì thì cứ đem ra hãng để nhân viên kiểm tra các bạn nha. Đó, cho vô bàn mộ luôn. Cái này giống đóng quan tài quá. Rồi gỡ ra là tiếp tục mổ xẻ trọng nữa. Sửa này lâu không anh? Lâu không? 10 phút xong hả? Là sửa nguyên cái xe 10 phút hả? Khắc phục lỗi này 10 phút luôn. Yeah, đây là thợ giỏi nhất vừa đạt cấp sửa xe quốc tế nha các bạn. Cuộc thi sửa xe tôi và những người bạn. Tháo banh chành luôn, còn gì luôn. Ok, cảm ơn các bạn coi video của mình nha. Thì mình quay clip này chủ yếu là để hướng dẫn các bạn. Cái thứ nhất là khi mình mua xe thì mình nên mua xe chính hãng các bạn để được hưởng chế độ bảo hành. Cái thứ hai là khi các bạn đi xe thì các bạn nên sử dụng sổ bảo hành. Và thay nhất kiểm tra xe định kỳ thường xuyên. Cái thứ ba là khi các bạn đi xe các bạn gặp một vấn đề gì đó tiếng động lạ từ xe thì các bạn nên đem ra hãng để các anh kiểm tra cho mình nha. Thì chiếc xe này mình quay cho các bạn là bởi vì một cái yếu tố nào đó thì không mình không biết rõ, nhưng mà xe đã bị đổ cát vào cái chỗ mà đổ nhớt các bạn, nên bây giờ thì bị lấp bê rồi hư tùm lum hết, rã ra rã máy ra nhìn rất là thương nha các bạn đó. Ok, cảm ơn các bạn và tạm biệt. Chưa. Đừng làm những việc này. Thứ nhất là ác lắm, thất đức lắm bạn. Đừng làm những điều này anh. Đừng bỏ cát, bỏ đường, bỏ gì đá vô máy. Rất là thất đức luôn. Vừa tốn tiền mà mình thất đức, mình mang đức vô người các bạn. Rồi chào các bạn. Nếu mà thích video thì hãy like và subscribe nha. Yeah.